Hello, em xin được chào đón các bác nhé. Có lẽ là các bác là sau thời gian chờ đợi đến 2 tháng rồi, thì hôm nay bắt đầu chân tầng về rồi các bác nhé. Thì mòn mỏi sự mong đợi của chính bản thân em cũng như là tất cả mọi người các bác ạ. Thì hôm nay về cũng được rất là nhiều đây. Đấy, thì hiện tại bây giờ hàng bây giờ là nó cũng rất là ok đấy các bác nhé. Đây này, đấy. Bây giờ em mở cho các bác xem những cái hàng đấy nhá. Bây giờ em đặt hàng bây giờ là nó như thế này đấy các bác này. Đấy, bên trong nó như thế này nhá, đừng có mở hết cái đấy ra con. Đây này. Đấy, nó vẫn là cái chân tầng như vậy nhá các bác, nhưng mà bây giờ nó có một cái vỏ như này các bác này. Đấy. Cho nên là nó cũng rất là ok luôn các bác ạ. Thực ra thì nó cũng vẫn là thế thôi, nhưng mà nó chỉ khác là bây giờ mình thêm bổ sung thêm cái này. Đấy, để cho nó ok hơn. Thế thì cái này thì rõ ràng là mình về thì khi ví dụ gửi cho các bác cái là em chỉ cần em dán cái đầu cái đuôi này cái là gửi cho các bác luôn thì là nó hay này. Đấy. Tất nhiên là cái bọn này nó đóng cái đầu này nó hơi thừa một tí vì nó tận dụng luôn cái thùng à cái hộp của cái ông ngoại ấy. Sau đó là nó gửi cho nên là nó hơi dài. Thì nếu mà khả năng là có khi mà gửi cho các bác thì em cũng phải phải gì nhỉ? Phải 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 chèn cái đầu đấy. Đấy, đây nha các bác nha, nhiều lắm. Nói chung là thoải mái. Tầm này bây giờ thì yên tâm rồi. Bây giờ chỉ lo các bác không mua được nữa thôi. Chứ còn các bác mua được bao nhiêu giờ này thì lưu lượng cũng khá là nhiều đấy các bác ạ. Cho nên là bây giờ các bác nào đang có nhu cầu về chân tầng thì hãy alo cho em đấy các bác nha. Đấy. Thì một lần nữa thì xin được biết ơn, tỏ lòng biết ơn đến các bác nha. Thế và đây chính là cái sự tỏ lòng biết ơn đối với các bác, đó chính là cái việc là mình cái sản phẩm của mình nó cứ mỗi một ngày nó phải hoàn thiện hơn các bác ạ. Đấy. Cho nên là em cũng cố gắng là làm cho các bác những cái sản phẩm nó khi mà nó đã tốt rồi thì bây giờ nó phải tốt hơn mỗi ngày, đúng không các bác? Thì đấy là những cái thứ mà cũng muốn mong đến những cái trải nghiệm về sản phẩm cho các bác nhá. Đây này, cũng vừa rồi về cũng bị rất ít, nó hơi bị dập. Nó ẩm, cho nên là phải bỏ ra để phơi. Đấy, các bác nhá. Thì xin thông báo đến các bác ạ. Một lần nữa thì xin cảm ơn tới toàn thể các bác nhá. Đây còn một lô nữa này các bác này, nhiều lắm. Nói chung là bây giờ rất là nhiều đấy. Chắc là từ nay đến cuối năm thì em sẽ còn nhiều hơn nữa cơ. Nhưng bây giờ thôi cứ tạm thời đến bằng này đã nha các bác nha. Xin trân trọng cảm ơn, hẹn gặp lại các bác ạ.